Bác sĩ đặc biệt kính chào cô chú anh chị. Hôm nay ngày mới xin chúc được dồi dào sức khỏe và công việc được thuận lợi nha. Thì hôm nay gia chủ có ký gửi anh em một căn nhà vườn. Hiện tại là chủ đang ở luôn chị ha. Nhà thì mới xây dựng được 2020. Nhà còn biết toanh luôn chị. À, mình chọn vô mình ở thôi. Cái nhà không có chê chỗ nào được chị ha. Rất là đẹp nha anh chị. Với ngang mặt tiền này đường xe ô tô luôn chị ha, xe tải luôn là 9,7 m. Chiều sâu đó là 31 m nha. Căn nhà qua đất mình đó nở hậu ra là 11 m anh chị. Đó, em thấy vị trí đây thì đất nở hậu nè, rất là đẹp nè. Và có thổ cư trên căn nhà mình là 131 m² nha. Lên tổng diện tích nhà qua đất là 307,8 m². Cái hướng căn nhà mình đó là hướng đông bắc nha. Chị nào mà hợp phong thủy coi tuổi á, đây là cái vị trí khá đẹp cho anh chị và cô chú ha. Vị trí căn nhà vườn mình đó là ấp An Ninh, xã Vĩnh Hậu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha. Ở đây đó mình đi chợ anh chị, thì anh chị đi thẳng đằng này về phải là tới chợ Kinh 12. Ở đó có ủy ban, trường học, trạm y tế, chỉ có là 500 m thôi. Rất là tiện cho mình nè, chị thấy không? Còn ở đây ra đường tỉnh lộ 872 chị, chỉ có là 1 km thôi chị nha. Đây nhà cửa chị rất là đông đúc. Còn ở đây mình ra thị trấn Vĩnh Bình đó anh chị, ở đó thì cơ quan hành chính rất là nhiều, chỉ có là 2 km thôi chị nha. Rồi trước tiên sẽ quay hàng xóm cho chị xem nè. Đây nhà cửa chị không, rất là đông đúc. Cái khuyết điểm cái nhà vườn mình đây chỉ có là đường cùng thôi, ngoài ra thì không có khuyết điểm nào hết anh chị ha. Đó, nhà thì có thổ cư, đất thì nở hậu, nhà thì rất là đẹp. Đó, đi vô phản là 5 căn nhà nữa là đường cùng nhanh chị, được cái là ô tô tới vị trí căn nhà luôn. Đó, mình chạy vô sân đậu được chị ha, cái sân mình rất là rộng nha anh chị. Còn nếu chị ở như là thành phố Hồ Chí Minh anh chị, nếu tính từ bến xe miền Tây chị ha, về tới căn nhà vườn mình cần mua là 64 km là tới anh chị ha. Đó, mình chạy xe phải 1 tiếng 52 phút là tới anh chị nha. Rồi không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ chỉ ranh giới căn nhà cho mình nắm nha. Đây căn nhà mình nè anh chị. Trước tiên sẽ chỉ cái ranh bên thập phải trước ha. Đây, trên đất trải có trụ hàng rào ấp gạch anh chị ha, rất là đẹp. Qua bên trái mình là 9,7 m nha. Trụ cột nhà thì ở đây cục cổng thì cũng ốp gạch luôn đó, rất là đẹp. Rồi để em chỉ anh bên trái luôn rồi sẽ vô bên trong nha anh chị. Ở đây có một cái khung sắt cổng rất là chắc chắn chị ha. Gia chủ trồng một số dây leo đó, nhìn cho mát anh chị ha. Qua tới ranh bên tay trái màn hình anh chị, căn nhà của cô chú anh chị thì xây dựng đó, còn phía sau còn đất trống anh chị ha, có trồng một số cây trái như là trồng cây táo nè, mía nè, cây dừa nè và một số cây trái khác chị ha. Nhưng mà trồng ít thôi, dùng trong gia đình anh chị, chứ không có kinh doanh buôn bán, tại diện tích cũng vừa phải thôi chứ không có trồng nhiều anh chị ha. Đây là hàng xóm của mình chị không? Dân cư rất là đông, khu này rất là an ninh chị ha. Rồi để quay lại cái mặt tiền 9,7 m một lần nữa cho anh chị và cô chú mình nắm ha. Căn nhà mình hiện tại thì có điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết chị ha. Ở đây mình xài nước ngọt quanh năm, không có mặn cũng không có nhiễm phèn luôn, nên anh chị và cô chú rất là yên tâm vấn đề đó ha. Đây chị không, đường rất là rộng chị ha. Em xin nhắc lại là đường xe ô tô nha anh chị ha. Đó, vô tới vị trí căn nhà mình luôn. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan ha. Đây anh chị thấy không, đây có chữ nè đó, để 2020 anh chị ha. Đó, chủ mới làm mà xây dựng được 2 năm rồi, nay bắt đầu năm 2023 rồi anh chị. Đây đây căn nhà bên trong nè anh chị. Trước tiên sẽ quay bên tay phải nha. Đây đây thì chủ có một số cây kiển rất là đẹp, có một gốc cây khế nè, rồi một số kiển đó, trang trí rất là đẹp chị ha.
rồi có mía nè, rồi mây vàng nè, mấy trụ cột nhà chị thì trụ cũng ốp rất là sạch sẽ ha, và có ốp tường lên cao tới lập phòng luôn chị ha. Nền nhà rất là cao anh chị. Còn đây là cái sân, cái sân đầy chủ thiết kế có máy tiền chế rất là cao, rất là thông thoáng anh chị ha. Đây có một cái băng đá ngồi uống nước trà, có cái hồ Nam Bộ, có cá nuôi ở đây luôn ha. Cả chào cô ạ. Đây là cô chủ anh chị ha. Bán giá nhiêu cho cô? Chỉ 350 thôi cô. À. Mấy cá này là mình tặng cho khách luôn không cô? Mấy cá nuôi nè, trong hồ Nam Bộ nè. Ông bắt về cho con. Dạ có mấy con tặng luôn rồi. Dạ. Cái con cá sấu đó là mua 3 triệu đó con. Sao ổng tặng được. Cái giống không giống cô đâu. Vậy tặng già con hả cô? Thấy nhiều lắm mà. Có tặng. Dạ vậy là cô nói là tặng già con cho cho anh chị ha, cô chú ha, về đây mình để cho đẹp anh chị ha. Có cá thời tượng nè, cá kê vàng nè, rồi có cá la hán nè, cá tra nè, rất là nhiều loại cá ha. Cá rất là to anh chị ha. Đây là hồ Nam Bộ anh chị. Rồi rất là đẹp chị ha. Tối mình gắn đèn chớp ở đây nữa là rất là sáng chị ha, rất là đẹp nha. Đây thưa cái mấy cây hồ lô rồi một số chim trên đây nữa nè, thiết kế rất là nhiều. Rồi em xin mời chị ha, giờ mình vô bên trong mình tham quan căn nhà nha anh chị. Bước lên trên thì em thấy đây có một bức tranh ốp bằng gạch đó, rất là đẹp anh chị ha. Cửa phòng khách đây là cửa bằng sắt lồng kiến cường lực anh chị ha. Còn đây là cái không gian phòng khách, đây có bộ ghế rất là đẹp anh chị. À, này gỗ đỏ chị ha. Hai bên đều có cái không gian cửa sổ rất là rộng và thoáng anh chị ha. Toàn bộ căn nhà của cô chú á, thì đã đóng lọc phong hết anh chị. À, rất là mát mẻ chị ha. Hiện tại đang quay buổi trưa nhưng mà em thấy rất là mát nha anh chị. Nhất là cây cối nhiều nè. Cái thứ hai nó thì có lọc phong làm rất là cao. Cửa sổ thì rất là nhiều, rất là lớn, rất là thông thoáng cái căn nhà của mình. Còn đây là không gian phòng giải trí. À, cực kỳ rộng anh chị ha, rất là thông thoáng. Đó, để tivi ở đây, đây là thiếu dàn cao kê anh chị ha, mình sắm dàn cao kê đây buổi chiều thứ bảy nhật rồi đó, mình đi làm nghỉ anh chị ha, mình cao kê trong gia đình, đó, giải trí anh chị nha. Căn nhà bên trong thì chủ ốp gạch cao là khoảng là 2 mét anh chị ha, rất là cao. Đây là được là hai phòng ngủ nha anh chị, đây là phòng ngủ thứ nhất. Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ ở bên trong hết nha. Giường thì ở đây chủ không có để giường gỗ mà xây gạch lên. Đó, khoảng là nửa mét. Đó, để niệm lên nằm chị ha. Đây là không gian bên trong phòng. Đây có tủ quần áo. Điện thì chủ đi âm tường nha chị. Không gian nhà thấy rất là rộng, rất là thoáng chị ha. Đây là phòng thứ hai. Đây. Phòng thứ hai cũng có đầy đủ như tủ quần áo nè, rồi có cửa sổ nè, giường nè, đó niệm đầy đủ hết. Căn nhà giường mình á chị thì không có mồ mả, không có vướng dây điện cao thế gì hết anh chị ha. Đây là không gian phía sau. Ở đây thì có cái labo mình đánh răng, rửa mặt của khu vực này anh chị ha. Còn đây là nhà tắm, nhà vệ sinh chung. À, ở trên nhà tắm, nhà vệ sinh đây đó thì cũng lót nền nè, thì có bồn sen tắm nè, có lỗ thông gió nè, và ở trên đó thì có lập phong luôn. Ở đây thì chủ là ốp tường là lên tới lập phong luôn vậy ha, rất là sạch sẽ. Cuối cùng đây là không gian bếp đồ ăn, rất là rộng rãi. Đây có bàn tròn để ăn cơm của cô chú ha. Tại vì cô chú ở đây thì mấy đứa con đến về ở, mà giờ mấy đứa con ở giờ cô chú phải về bên mấy đứa con chị ha. Thì cô chú lớn tuổi rồi. Đây thì có cái tủ lạnh, thì có tủ chén, bếp ga, tủ rửa chén bát đầy đủ hết anh chị. Cái nhà em thấy còn mới tinh luôn, mà cái nhà mình có thổ cư mà 131m đó chị, mà nở hậu ở phía sau là 11m đó chị ha. Em thấy vị trí cực kỳ đẹp.
dành cho cô chú anh chị nào mà thích cho riêng về để ở ha. Đây là cô chú nào lớn tuổi về đây nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Đó, đây là đường ô tô mà rất là an ninh nha anh chị. Đó, đây là không gian phía sau nè anh chị. Phía sau đây thì rất là thông thoáng, làm cái máy tiền chế rất là cao nha anh chị ha. Ở đây thì cô có thiết kế, đây là một cái hồ anh chị, cái hồ lấy nước mưa xuống anh chị ha. Đây là cái ống lấy nước mưa từ trên nóc nhà xuống nè. Đó, cái hồ rất là lớn, quay vô cho anh chị xem. Cái này lâu lâu mình phải rửa anh chị ha, đã đóng cặn anh chị. Đó, mình dùng để có thể rửa chén bát, mình dùng nhiều lúc cúp nước anh chị. Ở đây thì khu vực này cúp nước, xài nước máy anh chị nha. Đây, hàng rào đây anh chị bên tay trái nè. Rồi để em chỉ cái ranh cuối cùng luôn cho anh chị và cô chú mình nắm nha. Em cũng có mới làm một kinh mới chị, chuyên bán nhà và đất ở khu vực thành phố Mỹ Tho anh chị ha. Kinh của em đó anh chị có thể gõ vô YouTube á, gõ nhà đất Nguyễn Bửu Tiền Giang á thì sẽ ra ha. Thì mong anh chị cô chú nào có nhu cầu ở khu vực thành phố Mỹ Tho thì bấm em một like, một đăng ký ha để tương tác với em nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều nha. Đây, đây là ranh giới cuối cùng của căn nhà vườn mình. Có hàng rào cao khoảng là 2,5 m, có trụ bê tông anh chị. Phía dưới thì cũng xây gạch lên là nửa mét anh chị ha. Phía sau cái căn nhà vườn mình anh chị thì cũng có nhà ở rất là đông, anh chị thấy không? Rất là đông đúc nha. Phía sau đây thì gia chủ cũng trồng một số dây leo. Đó, này là que anh chị ha, dùng trong gia đình. Đây trước màn hình thì có cái nhãn đó nè. Em thấy rất là nhiều cây trái nhưng mà mỗi thứ ít anh chị, tại vì dùng trong gia đình chị ha. Tại diện tích căn nhà vườn mình cũng vừa phải thôi, không có lớn mấy anh chị ha. Đây là cây ổi nè chị, đây, đây là cây ổi. Rồi đến đây tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà vườn nằm ở tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ đem xuống thoại hình, bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha. Em xin nhắc là cái giá chủ ký gửi một lần nữa ha là 1,350 tỷ nha. Với ngang mặt tiền đường xe ô tô á, đường đan á là 9,7, chiều sâu là 31. Trên căn nhà mình có thổ cư sẵn rồi là 131 m² nha. Quý khách hàng cũng đừng quên bấm một like ha, một chia sẻ ha, một nút đăng ký dương hình để tương tác của em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.